Rồi em xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem video ha. Hôm nay em cũng tiếp tục giới thiệu và giao lưu với cô chú anh chị cái loài linh sam này, là linh sam đa ưu điểm nha cô chú anh chị. Đó, linh sam đa ưu điểm là nó có cái ưu điểm là thứ nhất là lá của nó rất là màu xanh đậm, lá cũng cũng khá là ok, rất là xanh đậm ha, bông cũng màu đậm luôn. Với cái hai đặc điểm ưu điểm rất là nổi bật của nó là ra hoa đồng loạt và ít gai nha cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị nhìn thấy cái nhánh nó không, nhánh gì ha mà không có gai nè cô chú anh chị, rất ít gai, dưới cái nhánh của nó rất là dai, mình uống rất là dễ ha, nên người ta đặt là gọi là linh sam đa ưu điểm nè cô chú anh chị. Nó rất ít gai ha, chị nào có đi ngang có đang xem ha thì bấm, nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em ha, để em tiếp tục ra những video mới nhất phục vụ của chú anh chị ha. Hoành có là 19, hoành 19, chiều cao 38, đường kính bầu 19, B2 300 nghìn, B4. Hoành cái này làm 14, chiều cao 37, đường kính bầu 19, B4 200 nghìn. Hoành có là 16, chiều cao 23, đường kính bầu 21, B6 250, B7. Hoành có là 17, chiều cao 39, đường kính bầu 20, B7 300 nghìn. Da của nó rất là già xù lên gì nữa ha chị, nó bong chóc lên ha, lớp da xù luôn ha, cây đâm chồi sống khỏe hết rồi cô chú anh chị yên tâm ha. Mã số B9, hoành là 17, chiều cao 36, B9 300 nghìn, B10. Hoành có là 17, cao 37, B10 300 nghìn, B11. Hoành là 17, chiều cao 51, B11 300 nghìn, B12. Hoành là 20, chiều cao 27, B12 350 36, B13. Linh sam đa ưu điểm nha cô chú anh chị, mặt bông của chú anh chị có thể xem trên màn hình ha. Hoành 14, chiều cao 37, B13 300 nghìn, B14. Hoành có là 18, chiều cao 37, B14 300 nghìn. Rồi em xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em cũng tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị lô mai chiếu thủy kim giòn, lá nhỏ nha chị. Đây. Loại này là loại xuyên hoa nhất trong tất cả các loại mai chiếu thủy nha chị. Loại này là anh chị về cứ cắt đọt, nó cắt đọt ra đọt mới là ra hoa, cắt đọt ra mới là ra hoa, nó rất là xuyên hoa ha, hoa rất là thơm. Này mai chiếu thủy kim giòn lá nhỏ, loại này loại da đen nha anh chị, khi mà già nó sẽ bung cái lớp da đen ra đây như vậy nè, lớp già nó sẽ bung cái lớp da đen ra. Đó, nó nu lên. Đó, già sẽ nu lên rất là đẹp ha. B16. Tiếp tục B16 nha. Hoành 21, chiều cao 40, chiều cao 40, đường kính bầu 23, đường kính bầu 23. Rồi, mã số B16 750. B16 750. Cái này em có quay cho anh chị xem giả bộ như mấy cái mặt cũ rồi nè, nó khi nó bị mẹ 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 mấy cái bên đây nghe chú anh chị, không sao ha, tại vì hồi xưa người ta không ta keo á, anh chị về có xử lý lại xử lý ha. Rồi tiếp theo mã số B17, cây rất là đẹp nha anh chị, to lực lắm ha.
hoành của nó 32. Hoành 32. Chiều cao 50. Chiều cao 50. Đường kính bầu 28. Đây quay kỹ lại cho anh chị xem nè, lớp da nè. Đó, nó xù, cái lớp da nó bông lên ha. Cây này lá nhỏ này cả chục năm hết trơn anh chị ơi. Như cái đầu đây nè, đó, nó có mảng lỗ chỗ này. Ha anh chị. Đó, mà không sao ha. Cái đầu cắt cũ thôi. B17. B17 1.3 triệu. Rồi, 1.300.000 em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha cô chú anh chị. B19. Cây đâm chồi sống khỏe hết ha. Như cây này nè, nó có bị mẻ lỗ trên này một chút nha cô chú chị. Hoành 28. Chiều cao 35. Chiều cao 35. Đường kính bầu 27. B19 700.000 em bao ship. B21. Đường kính bầu 28. Chiều cao 31. Ủa lộn. Hoành của nó là 29. Chiều cao 31. Đường kính bầu 21. B21 850 nha cô chú anh chị.